chào mừng các bạn quay lại với kênh Sông Ngủ Vancouver. Mấy ngày hôm nay mình nhận được tin nhắn hỏi là muốn dưỡng da thì nên bắt đầu từ đâu. Vì thế mình làm video này để giới thiệu về những bước cơ bản, những sản phẩm dưỡng da cơ bản và các giai đoạn gợi ý để cho các bạn tập quen dần với việc dưỡng da hàng ngày. Từ đó các bạn có thể thay đổi dựa vào cái sở thích và điều kiện cá nhân. Mình tạm chia lộ trình dưỡng da ra làm 3 giai đoạn cho dễ hiểu nhé. Giai đoạn đầu tiên là làm quen, giai đoạn thứ hai là dưỡng da cơ bản và giai đoạn thứ ba là giai đoạn dưỡng da nâng cao hoặc là trị liệu. Giai đoạn đầu tiên mình tạm đặt tên là làm quen, chỉ gồm có 2 bước là rửa mặt và dưỡng ẩm. Nghe thì rất là đơn giản nhưng cũng cần phải chú ý thì mới làm đúng được. Chắc là bạn nào dưỡng da nhiều thì sẽ ngạc nhiên, ồ, nếu chỉ có 2 bước này làm sao mà có thể bảo vệ và chăm sóc da được? Đúng là 2 bước này không đầy đủ. Thế nhưng giai đoạn này mục tiêu của chúng ta là làm quen với việc dưỡng da hàng ngày và làm quen với việc phải lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với da của chúng ta. Tại sao lại là 2 bước này? Việc bôi kem dưỡng thì rất là hiển nhiên rồi. Thế nhưng mà việc làm sạch thì cũng quan trọng không kém. Sau một ngày tiếp xúc với lại ô nhiễm, khói bụi, nếu chúng ta không làm sạch kỹ lưỡng thì da mặt chúng ta sẽ không hấp thu được đầy đủ những dưỡng chất từ kem dưỡng. Thậm chí nặng hơn là nó có thể làm cho da bị sần sùi và có những cái mụn nhỏ li ti ở dưới da. Về mặt kinh phí, đây cũng là 2 món không cần đầu tư quá nhiều. Sữa rửa mặt thì sẽ rửa trôi, không đọng lại trên mặt. Còn kem dưỡng hiện tại chúng ta chỉ cần chức năng dưỡng ẩm nên cũng không cần phải mua loại quá là đắt đỏ, chỉ cần là nó là hàng thật. Và để cho dễ thì mình nghĩ là các bạn có thể vào những cái hệ thống siêu thị lớn hay showroom chính hãng để mua. Giá cả thì từ bình dân như Nivea, Olay đều có. Cao hơn một chút thì có Innisfree, Laneige, The Body Shop. Cao hơn chút nữa thì có thể là Shiseido, Lancome, Murad. Tùy thuộc hoàn toàn vào tình hình kinh tế và sở thích của các bạn. Để có thể lựa chọn được đúng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, bạn cần biết da của mình thuộc loại da gì. Da thường hay là da khô hay là da hỗn hợp thiên dầu hay là hỗn hợp thiên khô. Đấy là những cái phân loại da một cách đơn giản nhất. Nếu mà muốn thì các bạn vẫn có thể đầu tư những loại kem dưỡng có nhiều chức năng khác như là chống lão hóa, làm mờ vết nhăn. Nhưng mà mình gợi ý là các bạn nên chú ý tránh những cái loại có AHA, BHA, retinol. Những cái hoạt chất này rất là tốt, thế nhưng cần nhiều kiến thức khi mà bắt đầu sử dụng. Vì thế chúng ta không nên dùng nó ngay nếu mà chúng ta chưa từng dưỡng da trước đó. Có một lưu ý nhỏ là chúng ta cần giữ cho tay sạch trước khi rửa mặt và bôi kem dưỡng. Tốt nhất là chúng ta rửa tay bằng xà phòng. Mình biết là có một số bạn rửa mặt trong lúc tắm luôn cho tiện, xong sau đó là vào nghỉ ngơi lướt điện thoại chán chê rồi mới ra bôi kem dưỡng. Mà các bạn có biết là thống kê cho thấy là số lượng vi khuẩn trên điện thoại không kém một chút nào so với số lượng vi khuẩn trên bồn cầu trong nhà vệ sinh không? Khi rửa mặt hay là bôi kem dưỡng, chúng ta cũng nên massage nhẹ nhàng theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Các bạn có thể tham khảo những cái video hướng dẫn có rất nhiều trên mạng. Ngoài ra khi mà dùng, nếu mà cảm thấy bị dị ứng, bị nổi mụn thì xem xét và ngừng ngay. Tất nhiên là trong quá trình đấy các bạn cũng phải xem xét xem là mình có thay đổi gì về chế độ ăn uống, sinh hoạt. Bởi vì nhiều khi là cái thay đổi đấy chưa chắc đã đến từ cái loại mỹ phẩm mà bạn vừa bôi. Sau khi các bạn đã làm quen với việc dưỡng da hàng ngày, chúng ta sẽ đến giai đoạn 2, chính là giai đoạn dưỡng da cơ bản, bao gồm những bước tối thiểu để có thể chăm sóc và bảo vệ làn da của bạn. Trong giai đoạn này, buổi sáng hay buổi tối chúng ta đều có 3 bước, nhưng mà lại hơi khác nhau một chút. Buổi sáng chúng ta sẽ rửa mặt, xong dùng dưỡng và cuối cùng là kem chống nắng. Buổi tối chúng ta sẽ dùng tẩy trang, sau đó rửa mặt và bôi dưỡng. Điểm khác biệt đầu tiên của giai đoạn này so với giai đoạn trước chính là chúng ta dùng thêm kem chống nắng. Trên mạng có rất nhiều bài báo nói về cái tác hại của ánh nắng đối với làn da rồi nên mình không nhắc lại ở đây nữa. Mình chỉ muốn nhấn mạnh là những cái nếp nhăn hay là vết nám là hậu quả của việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sẽ rất khó giải quyết. Thế nên là chúng ta nên phòng chống nó bằng cách dùng kem chống nắng thay vì sau khi thấy nó xuất hiện rồi thì mới tìm cách để giải quyết bằng các loại kem dưỡng hay tinh chất. Kem chống nắng thì có 2 chỉ số quan trọng là SPF và PA. Các bạn có thể tra cứu thêm trên mạng. Với cá nhân mình thì mình thường dùng SPF trong khoảng từ 50 đến 60 và PA 4+. Với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam thì các kem chống nắng thường chống thấm nước, water resistant. Có rất nhiều loại kem chống nắng từ bình dân cho đến đắt đỏ để cho các bạn lựa chọn, từ Sunplay, Biore cho đến Clarins, Shiseido. Khác biệt tiếp theo của giai đoạn này chính là thêm nước tẩy trang. Bởi vì chúng ta đã dùng kem chống nắng, chống thấm nước vào buổi sáng nên là chúng ta cần thêm bước tẩy trang vào buổi tối.
phần lớn các sữa rửa mặt đều không làm sạch được những hóa mỹ phẩm có tính chất là chống thấm nước, chẳng hạn như là kem chống nắng, mascara, phấn nền, phấn phủ. Vì thế những bạn mà hay trang điểm cũng rất cần dùng tẩy trang để làm sạch một cách kỹ lưỡng. Về chọn lựa loại tẩy trang thì mình nghĩ là dạng nước sẽ phù hợp nhất với những bạn mới bắt đầu. Tất nhiên là nếu các bạn thích dùng dạng sáp hay dạng dầu thì cũng tốt, không sao cả. Nhưng các bạn chú ý đọc kỹ những cái hướng dẫn về nhũ hóa dầu tẩy trang để đảm bảo các bạn sử dụng đúng và nó không phải là cái nguyên nhân gây mụn sau này cho các bạn. Những loại nước tẩy trang quốc dân mà các bạn có thể dễ dàng mua được đó là Bioderma hay là Garnier. Mình nhớ ngày xưa trong Aeon cũng bán Bioderma nhưng mà có vẻ giá hơi chát. Nếu bạn là người bận rộn hay là thích những thứ tối giản thì bạn có thể dừng ở giai đoạn này vì những cái quy trình này đã giúp cho bạn có thể ngăn cho da không bị lão hóa quá nhanh. Tuy nhiên nếu bạn muốn da bạn đẹp hơn nữa thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn sau, chính là giai đoạn dưỡng da nâng cao trị liệu. Chào mừng bạn đến với thế giới chai lọ, cả một ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm đồ sộ đang chờ đón bạn. Có thể nói đây là một giai đoạn trăm hoa đua nở. Không ai có thể đưa ra một cái định nghĩa chính xác 100% về việc có bao nhiêu bước hay là có những loại mỹ phẩm bắt buộc nào mà bạn cần dùng. Mình thấy phổ biến nhất là mọi người dùng thêm toner hay còn gọi là nước hoa hồng sau khi rửa mặt, rồi đến tinh chất serum và cuối cùng là sẽ trộn kem dưỡng với 1-2 giọt dầu dưỡng. Tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là những bước bắt buộc. Bạn có thể bỏ bước này thêm bước kia. Ở giai đoạn này các bạn sẽ làm quen với rất nhiều thuật ngữ mới. Ví dụ về loại hình mỹ phẩm thì có tẩy tế bào chết hóa học, tẩy tế bào chết vật lý, kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hóa học, mặt nạ ngủ, mặt nạ giấy, xịt khoáng, chấm mụn, vân vân và mây mây. Các loại thành phần và hoạt chất của mỹ phẩm thì cũng phong phú không kém. Chẳng hạn như là AHA, BHA giúp tẩy da chết, vitamin C, retinol giúp làm giảm lão hóa, mờ vết thâm, vitamin B5 giúp làm dịu da, polypeptide tăng tính đàn hồi cho da và tỉ tỉ các thành phần khác. Giai đoạn này chắc chúng ta cần phải có N video mới có thể nói hết được, nhưng có 3 nguyên tắc quan trọng mà mình nghĩ là chúng ta cần nhớ trước khi thử bất cứ một sản phẩm nào. Nguyên tắc đầu tiên đó là với những hoạt chất như AHA, BHA, retinol chúng ta phải thử từ cái nồng độ thấp đến nồng độ cao. Ví dụ như với BHA chúng ta nên dùng từ 2% trước rồi nâng dần lên. Và đầu tiên chúng ta dùng 1 tuần 1 lần, sau đó mới đến 3 ngày 1 lần. Mình gọi nguyên tắc này là muốn nhanh thì phải từ từ. Hai là khi chúng ta phải kết hợp nhiều loại khác nhau thì thường là chúng ta nên bôi những loại lỏng nhất trước, xong sau đó là đến đặc nhất sau để cho nó dễ thẩm thấu. Cái nguyên tắc này là lỏng trước đặc sau. Tất nhiên là vẫn có một cái ngoại lệ, đó là với lại dầu dưỡng. Dầu dưỡng thì dạng lỏng nhưng mà nên được bôi cuối cùng và nên trộn cùng với lại kem dưỡng. Và nguyên tắc cuối cùng là chúng ta cần phải chú ý những cái loại hoạt chất không nên thử cùng với nhau. Ví dụ như là nếu bạn vừa bôi serum có BHA và bạn lại bôi ngay sau đó là một kem dưỡng có retinol thì sẽ là một thử thách rất lớn cho làn da của bạn đấy. Mình gọi nguyên tắc này là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Như các bạn đã biết thì số lượng hãng mỹ phẩm nhiều không thể đếm nổi và mỗi làn da thì lại phù hợp với một loại mỹ phẩm khác nhau. Tuy nhiên là nếu các bạn muốn có một cái tên để bắt đầu thì mình nghĩ rằng The Ordinary là một gợi ý tốt, bởi vì nó có giá khá là bình dân và chất lượng cũng tốt. Còn nếu mà ngân sách của các bạn cao hơn thì các bạn có thể xem xét những hãng có showroom chính hãng ở Việt Nam như Polychoice hay là Murad. Như vậy là chúng ta đã đi qua cả 3 giai đoạn mà mình tạm chia để giới thiệu với những bạn muốn bắt đầu dưỡng da. Và hãy nhớ rằng muốn bảo vệ da tối thiểu, bạn cần đi đến giai đoạn 2, đừng dừng lại ở giai đoạn 1 nhé. Dù sao thì làm quen cũng chỉ là làm quen thôi, cần phải yêu thì mới biết là có cưới được không chứ. Hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Và trong video sau mình dự định sẽ nói về những sai lầm mà những người mới dưỡng da như mình ngày xưa thường mắc phải. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình bằng cách click subscribe hoặc là đăng ký ở góc phải màn hình và bật notification để biết ngay khi mình ra video mới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.